Dạ kính chào quý vị các bạn. Hôm nay là 25 Tết. Dương lịch mình là ngày 6 tháng 2 năm 2021. Thì hôm nay đang lại đi về Cần Thơ. Tạm ngưng bán đào, còn mấy trăm cái đào mua bỏ luôn để lo đi về Cần Thơ để chuẩn bị làm chương trình show diễn cuộc đời để giúp chị Diễm Tam Kỳ. Và mình xuống đây là vào lúc bây giờ là gần 2 giờ. Mới ăn cơm trưa xong bây giờ mình mới về khách sạn. Lại ở khách sạn Vạn Phát Riverside cho nó tiện để tiện việc mà ngày mai thì cũng sẽ cái sân khấu cũng ở đây, nhưng mà rất tiếc là không có một khán giả nào hết. Bởi vì lý do là như quý vị các bạn cũng biết là tình hình dịch bệnh nó đang rất là nhạy cảm ha. Cho nên là ngày mai chương trình diễn ra không khán giả. Bây giờ thì chị Diễm theo như mình biết thì đã tới từ tối hôm qua rồi. Bây giờ Coleman vô đón chị để xem chị có cái cần Coleman một cái gì hay không, hay gì là để mình chuẩn bị cho chương trình ngày mai. À mà chắc các quý vị các bạn cũng còn nhớ hả? Đợt trước mình ra thăm chị Diễm thì chị Diễm cũng có nói một cái, chị cũng có một cái có hai nguyện vọng, một nguyện vọng là đi về Chợ Nổi. Không, đi Chợ Nổi cái răng, cái nguyện vọng thứ hai là chị cũng nói là ước gì là có cái đàn của chị, cái đàn tranh của chị cũng đã bị hư sau cái mùa lũ lụt, mùa bão lũ, cho nên là hôm nay mình cũng sẽ... Ủa chị ngồi ở đâu vậy? Bên này hả? Lộn cửa. Ở đây nhà hàng. Trời ơi, gần Tết nhất mà bao nhiêu doanh nghiệp đang làm ăn mà dịch rồi trở lại khổ ghê. Chào con. Chào em. Dạ chào anh. Chị trời. Tính chào chú luôn rồi. Rồi đeo cái khẩu, Diễm đeo cái khẩu trang nhìn quá kiên cố luôn. Thôi giờ chiều mấy giờ mới bắt đầu tập vậy? Chiều 3 giờ mới tập hả? À. Ủa hình như anh bị bẻ tiếng. 3 giờ mấy hả? Ừ anh bị hơi khàn tiếng, mấy bữa nay bán đào rau dữ quá. Chà, chắc phải lấy anh cái khẩu trang đi nha, chứ không người ta nói chết. Vậy bây giờ 2 giờ mình tranh thủ đi. À, tranh thủ đi ra em lựa cái đàn thử đi. Dạ. Nha, bữa cái đàn tranh đó. Dạ. Ừ, giờ anh dắt em đi ra mua cái đàn. Con đi chơi ha. Ừ. Con ăn cơm trưa? Con ăn cơm chưa? Dạ, con ăn rồi. Ừ, con ăn gì trưa? Con ăn gì vậy? Dạ, trưa ăn cơm. Trưa ăn cơm hả? Con thích ăn cái gì? Con thích ăn gà rán. Gà rán hả? Ủa chứ ở ngoài kia không có gà rán hả? Có nhưng mà mẹ không có điều kiện cho ăn. Trời ơi. Không có gà rán. Thôi vậy chiều chú dắt con đi ăn gà rán ha. Ở đây có tiệm gà rán ngon lắm, mà trước chú dắt cho, chú dẫn cái bé Nghi, cháu của cô Phượng bán bánh bò nướng đi ăn lần. Thôi để chiều cái chú tranh thủ chú dắt con đi ha. Dạ. Nha, ăn cho biết. Áo quần Tết sắm hết chưa? Dạ, dạ rồi. Dạ rồi. Gì dạ ngập ngừng vậy? Rồi thôi giờ đi mua đàn cho mẹ trước đi, rồi chiều đi mua thì đi ăn gà, anh, chú cháu mình đi ăn gà rán. Được, anh có. Ra đó, mẹ anh có mà anh để trên xe á. Dạ. Vội quá đi vô. Rồi thôi mình đi ra xe đi nha. Ok, rồi. Qua lựa cái đàn đi. Vậy bây giờ ai đi bên đây? Diễm đi chung xe. Rồi Hào ngồi phía trước để quay. Đó. Dẫn từ từ. Rồi con vô con lấy đi, em vô lấy đi. Rồi, ok. Đây. Rồi. Ủa chết chưa? Bé con vô trong phía sau luôn đi. Để chú ngồi đây đi. Để chú ngồi đây. Mở cửa bên kia bác. Bấm thêm cửa đi. Hào lên đây ngồi nè con. Đó rồi em ngồi đi, em cứ ngồi đi, anh đi bên kia được.
Rồi, đó ngồi đây nói chuyện. Ngồi đây nói chuyện để quay. Rồi, ok, đi ra chỗ bán đờm bữa đó bác. Ôi, mà bữa toàn ngồi phía phía trước không phải ghế phía trước, giờ ra phía sau ngồi thấy ghế này đã quá ta. Bé tiếng rồi anh nghe. Anh đó hả? Dạ. Ừ, tiếng nó hơi rè rè. Mấy nay ba ngày nay bán đào rau tắt tiếng luôn. Khổ quá bà con ơi. Hôm nay thôi bỏ luôn mấy trăm cây đào tính sao tính. Để lo đi làm show diễn cuộc đời. Vườn đào Colomet. Trời ơi, quyết tâm luôn, làm chương trình cho Diễm trước Tết luôn. Dạ. Thì tình em mừng mà em cũng hồi hộp nên nha, em không biết là mình được. Có làm được không nữa. Không được thì chắc chắn được rồi, nhưng mà nó hơi thiệt thòi cho em á, tại vì các cái tập trước thì họ có khán giả. Dạ. Tại vì khán giả thì họ ngồi vừa xem, thứ nhất là mình có cái không khí hơn. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì cái thứ hai nữa là nó người ta sẽ đóng góp, có mấy trăm khán giả thì họ sẽ có đóng góp ủng hộ em tại chỗ thì nó cũng được khá khá. Dạ. Còn giờ là không có khán giả là mình mất đi một cái nguồn thu đáng kể từ khán giả trực tiếp. Dạ. Rồi cũng giảm nhiệt nữa tại vì không có khán giả ngồi ở đó. Dạ. Nhưng mà thôi yên tâm không lo đâu, khán giả sẽ xem livestream rất là đông. Dạ. Và quý vị các bạn thân mến, cũng mong là ngày mai là tối chủ nhật ngày 27 tháng Giêng năm 2021. Ý, xin lỗi. Dạ, ngày 7 tháng 2. Ngày 7 tháng 2 năm 2021, lát luôn rồi. Tối chủ nhật ngày mai vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2021, tức là ngày 26 Tết âm lịch, thì chương trình show diễn cuộc đời cùng với lại chị Diễm Tam Kỳ của chúng ta sẽ diễn ra tại Vạn Phát Riverside. Và điểm đặc biệt của cái show diễn tuần này đó là không có một khán giả nào ngồi xem trực tiếp hết. Nói thì nghe vậy đó mà buồn lắm nha bà con. Cho nên là rất mong quý khán giả xem trên kênh YouTube của mình hoặc là trên fanpage của Colorman, thì ai muốn ủng hộ đóng góp, ủng hộ cho chị Diễm thì đóng góp từ xa. Số điện thoại của Nga Xoài Chua là 0936842505 hoặc là fanpage chính chủ của Nga Xoài Chua. Mới sáng hôm nay thì mình với lại Nga Xoài Chua ngồi ở cái Mỹ Tho có livestream và lập tức nhận được thêm một số ủng hộ đáng kể của bà con cô bác. Cũng rất là mừng luôn. Nhưng mà chưa biết tình hình từ giờ tới ngày mai thì như thế nào. Dạ, thực sự là trước khi cái show diễn cuộc đời diễn ra thì Diễm cũng rất là vui. Vì mình được tham gia một cái live show mà chắc có lẽ là cuộc đời không bao giờ làm được. Dạ. Cái thứ hai là cũng được đứng hát với để cho mọi người có vui cho mọi người trong những cái lúc mà mọi người đi làm mà mệt mỏi hoặc là giải stress. Nhưng mà hôm nay thì khi mà Diễm đặt chân vào Cần Thơ thì cũng thật sự cũng rất lần đầu tiên luôn hả? Dạ, lần đầu tiên. Thật sự cũng rất là áp lực. Tại vì mình là người miền Trung mà khi vô miền Tây thì biểu diễn ở đây thì nói chung là cái thứ nhất là khi vô đây thì khí hậu nó thay đổi. Dạ, cái thứ hai là vì mình chưa quen cái không biết là cái thị hiếu nhạc ở đây thì mọi người thích cái gì. Dạ, cho nên là hôm qua này thì em cũng rất là áp lực. Dạ. Thôi không có gì đâu. Cái thị hiếu của bà con thì thật sự âm nhạc mà nói chung là bà con miền Tây thì nếu mình nói mà xem trực tiếp thì người ta thích dòng nhạc bolero nhiều hơn. Dạ. Đó, nhưng mà nói vậy thôi chứ nhạc nào cũng hay mà. Âm nhạc mỗi một người sẽ có một cái gu khác nhau. Dạ. Nhưng mà nói chung là khi mà nghe thông tin từ anh thì Diễm cũng xin cảm ơn tất cả quý vị mà xem trên Facebook cũng như là trên fanpage của anh Colorman cũng như YouTube và đã giúp cho Diễm có một cái số kinh phí. Thì cái đó là điều Diễm rất là cũng không biết nói gì hơn, cũng chỉ biết là nói là cảm ơn mọi người đã thương yêu và đồng hành chia sẻ cùng với Diễm trong cái tập này. Và đặc biệt là em rất là cảm ơn công ty Điện Quân cũng như là ekip show diễn cuộc đời, tức là em vào từ trưa hôm qua thì em vào từ trưa hôm qua. Dạ, anh tưởng là chiều tối hôm qua. Dạ. Lúc vào đây thì là 1:30. Dạ, thì là hôm qua này là Vinh là cái người là nói chung là
theo em từ A đến Z nói chung. Bửu Vinh, Bửu Vinh. Dạ, rất nhiệt tình ạ. Đây, đây cô gái Bửu Vinh đây nè các bạn. Rất nhiều bạn đang hỏi thăm mà bạn Bửu Vinh là ai. Bửu Vinh không phải là con của Bửu Điền nha. Ở đây con nuôi. Nói đùa thôi, tên Bửu Vinh mọi người cứ nghĩ là Bửu Vinh là chắc có liên quan gì tới Bửu Điền, tưởng có bà con cô bác gì không có. Nói chung là sống rất là tình cảm. Bé này nhỏ mà sống có tình lắm. Mà con bé con của em thì nó nói là chắc là con muốn ở lại đây luôn, tại vì Vinh qua nên nó dẫn đi ăn nhiều món lạ lắm. Ôi ơi. Rất lạ luôn, mà toàn là những món ăn lần đầu tiên em biết luôn. Qua ăn gì? Hôm qua trưa thì em cho chị ăn cơm tấm Long Xuyên. Cơm tấm Long Xuyên ở đây á hả? Dạ đúng rồi, đặt về cho chị tại vì thấy sợ chị mới xuống máy bay mệt á, nên không dám dẫn chị đi, sợ nắng nữa, với lại chị nói là nóng quá nên thôi sợ ra ngoài đường chị nắng. Nên là đặt cơm tấm về cho chị, còn tối thì ăn hủ tiếu Nam Vang. Nhưng mà chưa dắt được bé, con bé con tên gì không? Dạ con tên là Trâm Anh. Chưa có dắt được bé Trâm Anh đi ăn gà rán thấy chưa? Thấy chưa? Thấy Coloman giỏi không? Tôi dụ hồi là tôi biết là con nít là chỉ khoái ăn mấy cái món mà không có giống món của người lớn. Mình thì thích đi ăn cơm miền Tây rồi ha. Cá kho tộ, canh chua, cá rồi, nhưng mà mấy bé nhỏ là chỉ thích gà rán. Dạ, lúc xưa thì em được ăn cơm chiên cá mặn. Mà lạ, ta ăn rất ngon luôn. Đúng rồi, ở đây mà về miền Tây mà em ăn quen rồi, mốt là em nhớ hoài à. Nói chung là nhờ ekip của anh á. Dạ. Bây giờ mình sẽ đến cái tiệm đàn này, là cái tiệm đàn mà nó rất là quen thuộc. Dạ. Cái tiệm đàn này thì anh thường hay ghé mỗi lần anh cái chương trình diễn ra ở đây đó, anh ghé anh mua. Tại vì cái tiệm đàn này là cái nơi mà làm đàn cổ nè, với cái mấy cái nhạc cụ dân tộc là có thể nói là rất là uy tín và nổi tiếng ở Cần Thơ. Là cái anh chủ, anh chị chủ ở đây cũng rất là quý anh nữa, thành ra là khi mình xuống là mấy ảnh cho mình cái giá luôn luôn giá hữu nghị. Mà đàn thì chất lượng lắm, cho nên là anh có đặt cho em một cây đàn đàn tranh. Dạ. 19 dây đàng hoàng luôn. Dạ. Sắp tới chưa bác Vượng? Em tới rồi. Tới hả? Ok rồi. Nói tóm lại mỗi lần quay sợ nó dài quá quý khán giả cha nhàm chán đó chứ không gì hết. Cho nên mình hay hỏi là bao nhiêu phút á, nhiều khi bà con cô bác nào mà để ý sẽ biết liền á. Sợ dài mà cái tính mình không có cắt cúp, mình quay một phát một đưa lên luôn, mình nói là đi mà lâu quá mà không có chuyện gì nói cũng sợ bà con không biết. Và anh Thanh Điền tới chưa? Dạ tới rồi. Ồ Thanh Điền tới rồi luôn. Dạ đúng rồi, chú Thanh Điền đang nghỉ ngơi. Đang nghỉ ngơi, anh mệt đúng không? Dạ đúng rồi, chú Thanh Điền hơi mệt. Rồi. Từ nay là sông Điền Hợp Bích. Đâu có. À, dạ, không phải sông Tiến, ở sông Điền Hợp Bích. Sông Điền đâu? Đi. Thanh Điền và Thanh Điền và Bích Diễm. Dạ, chú TD và BG chứ mà. Không, ấy là Thanh Điền là sông Điền mà. Thì trước đó hai anh em cứ giỡn là sông Điền á. Dạ. Xong rồi Thanh Điền nói là thôi Bửu Điền đừng hát nữa. Ừ. Nói chung là anh em mình đàn ông mình hát dở, cái mình không có hơi đâu để nữ hát. Trời sinh ra nữ hát, bữa ông nói một câu nghe. Tới nhớ tới giờ luôn. Ồ hay quá, rồi đây tiệm đàn Phúc Lộc. Dạ, tiệm đàn Phúc Lộc. Ừ, tiệm đàn Phúc Lộc đây, nằm ngay bên hông chợ Cái Khế. Dạ. À, bên kia sẽ... À, bác Phượng bấm bên đây luôn đó Phượng. Chị Nga, đợi chị. Rồi, chào em. Trời ơi, nó kẹt quá trời kẹt luôn. Kẹt dữ dội luôn. Thôi, không sao đâu, cởi ra được. Không sao đâu, không sao đâu. Dạ. Lên luôn đây. Rồi, từ nha. Cao, 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 rồi, ok.
Rồi ok, để vậy cho nó. Rồi vô đây. Nhưng mà giờ có đàn đây mà em đàn được không á chứ? Dạ. Dạ. Con kéo ghế mẹ ngồi con. Ok rồi. Em lấy đàn ra luôn. Ừ, em lấy cho chị đàn thử. Đây đây, anh gài cho em cái mic mic nè. Đó. Nóng không? Dạ. Hơi hơi. Không sao đâu, đây ít người. Phải đeo khẩu trang đi. Dạ. Đeo khẩu trang nhiều khi lỡ hứng hát sao được. Trời ơi, cái đàn này có cẩn xà cừ luôn hả? Đẹp chưa? Dạ. Wow. Trời ơi. Rồi, đưa đưa đi. Dạ. Em để lên trên cái đàn. Dạ. Ôi, cái dây ngựa đẹp quá. Có cái này. Ủa cái dây này để làm cái gì vậy ta? Để vậy ha, cho đẹp vậy ha. Chị có sử dụng móng không? Có chứ. Có chứ. Chị thử đi. Đây, đây con cái nha. Ờ, có móng nhựa không chị? Móng nhựa hả? Dạ, móng sắt là đeo cái tiếng là nó không ai đâu chị. Dạ thôi để em đeo đỡ đi. Cái móng sắt thì cái móng nhựa nó bị móng này nè. Còn hai ngón này nè chị, để em coi. Dạ tại vì móng sắt là tiếng không có hay. Nó cứ gác gác á. Rồi chắc lâu lắm rồi, bao nhiêu lâu rồi chứ không có đụng này. Dạ lâu lắm rồi anh, dạ từ hồi bảo tới giờ là em không rờ tới cái đàn luôn á. Không có đàn rờ luôn. Mấy tháng rồi. À đây có móng nhựa. Hay quá. Đây này có ba cái móng nhựa. Dạ. Rồi, à, ok. Rồi, đúng rồi. Rồi hay quá. Xuất sắc luôn, hay quá. Sao tìm ra được hay trời. Nãy cái chỗ là móng nhựa này là đang nghĩ sao đó mọi người. Rồi vậy hả? Chị em nhờ chị dán lại giùm em xíu cho nó nhỏ lại được không chị? À chị em để em vậy. Dạ. Thì Diễm đàn guitar thì còn hát, đàn guitar không phải là sở trường mà vẫn còn hát được đó. Nói là đàn 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 tranh mà hát luôn được không? Đẹp không con, đàn đẹp không? Đàn này đẹp không? Đẹp bằng cái đàn trước không? Đẹp bằng cái đàn trước không kìa? Đẹp hơn hả con? Nó có cẩn xà cừ nè. Rồi. Chị dán lại cho em cho nó nhỏ nhỏ xíu lại nè chị. Dạ. Xíu nữa hả? Thôi được rồi chị. Cái này vừa y đó. Anh nói hồi xưa Diễm nói học mấy năm á. Ở đạp giải học 4 năm. Học ồ, học ở quốc gia âm nhạc Hà Nội đúng không? Dạ Hà Nội ạ. Bộ môn này luôn. Dạ. À, kính thưa quý vị, là xưa là chị Diễm học quốc gia âm nhạc Hà Nội. Bộ môn đàn tranh 4 năm trời.
Ngày xưa mình cũng không biết cái vụ này luôn, sao từ lúc mình gặp Diễm mình không mình không mình nói chuyện rồi mình. Trời ơi, cái đàn tiếng hay quá nha. Ủa, chương trình ngày mai có màn độc tấu đàn tranh không? Ồ, hay quá. Cái này nó hơi chật rồi chị ơi. Chật ha, chật nói ha. Nó hơi chật rồi. Hơi chật, hơi chật. Em rút ra đi để chị chỉnh nha. Dạ. Chỉnh cho chắc cú ngày mai. Dạ. Tiến được ha? Dạ, tiến hai kinh. Cái này là thử em báo giá, tại em không có gắn điện mà. Em đã gắn điện. Em gắn điện cho đàn này cho chị luôn rồi đó. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, tại vì có điện thì mình ranh hơn, mình đánh nó tiện hơn. Chứ bỏ mấy cà rô thì nó lịch bịch á. Có điện ở dưới. Em này có điện ở dưới luôn hả? Ồ, quá đã luôn. Lấy điện cho chị. Dạ. Thì chị thử thử đi. Thử đi rồi em gắn điện. Ghế nào đi con. Dạ. Gái ngồi ghế đi con, ngồi ghế. Dạ. Dạ mới rồi, mới cho nên là nó hơi bị tuột dây á chị. Cái này cái chụp nha chị, cái chụp nếu mà chị cần. Dạ đúng rồi, cái khóa đàn. Dạ. Dạ. Mới nó hay tuột. Dạ, ở trong này thì ở ngoài mình thì gọi là cái, ở ngoài em thì gọi là cái khóa. Hơi gắt gắt hả? Dạ. Cái ngón cái hả? Dạ. Được rồi. Do mình chỉnh thôi anh, do mình để cái móng nó nhiều lúc nó bị sát bên này nè, cái nó mất. Ở đây là tiệm làm đàn á. Dạ. Em chỉ dạ, chơi đàn em, luôn. Em nó biết. Bữa nay nó ở nhà có tiệc rồi nó ở nhà nó không có làm. Đó, nghe qua loa luôn nè, cho đã nè.
Lát chiều mình có rap này không á? Lát chiều mình cũng rap luôn hả? À, có rehearsal luôn hả? Nó tụt dây. Ừ. Dạ. Chờ em xíu, em lên cái dây luôn cho nó xong. Làm hát theo. Cái này chỉnh nhỏ âm thanh, chỉnh nhỏ lớn được nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở dưới. Trời ơi, hay quá. Còn cái này là cái gì đó? Chép bát luôn á nha chị. Dạ. Rồi. Con gái biết chơi này không con? Không được. Sao không theo học? Nơi mộ để nhớ với thương một người.
Ngày xưa nghe mưa thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn. Vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Quá. Rồi làm nhẹ nhẹ thôi ha. Để dành. Để dành. Dạ. Rồi. Thôi, bậy bạ không. Bữa xong ca một lần nữa tuột view quá trời. Chắc là tại có em vô cho nên nó bị tuột view. Không, không, nói chứ bữa đó là livestream quá nhiều người coi luôn á. Dạ. Cái bài này là có cái khúc hò đó mới khó. Cái khúc hò là cho xỉu luôn. Hò dễ mà anh. Dễ hả? Dạ. Trời ơi. Được không? Nếu chưa Diễm hò được anh hát. Em hò ha. Dạ rồi. Ủa hò trước hay là hò sau? Dạ, nếu như anh thích em hò đầu thì em sẽ hò đầu. Em hò đầu đi. Dạ rồi. À đây nè. Bạn con thương bạn chứ biết gửi sâu về nơi mô à. Ai ra xứ Huế thì ra ai về là về núi người, ai về là về sông Hương. Nước sông Hương còn thương chưa cạn, chim núi ngự tim bang bay
về. Người tân quê ơi, người tân quê thương nhớ lắm chi. Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về vị già, ai về là về Nam Giao. Dạ thôi, bán đào tắt tiếng rồi. Anh dọc Nam Giao con cầu mong đợi, trăng vĩ già còn đợi cô thề. Người tình quê ơi, người tình quê có nhớ xin trở về. Rồi, quá hay. Dạ, có dạ. Do mấy ngày nay là anh Colome anh live stream đào nhiều quá. Đào, đào rồi vừa ra bông, người ta đã, người ta đã kêu là bông đào. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, Colome đang có mặt tại tiệm đàn Phúc Lộc. Đây là một cái tiệm đàn quen thuộc ở bên hông trung tâm thương mại Cái Khế ở Cần Thơ. Và chiều mai thì chiều tối mai vào lúc 19 giờ chiều tối Chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2021 thì chương trình Show Diễn Cuộc Đời cùng với chị Diễm Tam Kỳ sẽ diễn ra. Và vì tình hình dịch, nguy cơ cái tình hình dịch bệnh đang là khá nguy hiểm và rất là nhạy cảm, cho nên là anh em chúng tôi không thể tổ chức Show Diễn Cuộc Đời mà có khán giả, và toàn bộ chương trình chỉ thực hiện online và livestream. Chính vì vậy rất mong quý khán giả ủng hộ cho chị Bích Diễm Tam Kỳ từ xa. Thì mọi đóng góp ủng hộ cho chương trình Show Diễn Cuộc Đời nói chung và chị nhân vật của tập 6 là chị Diễm Tam Kỳ nói riêng đều thông qua đầu mối duy nhất của Colorman, đó là bạn Nga Xoài Chua, fanpage là Nga Xoài Chua, hoặc là số điện thoại 0936 842 505. Mong là quý khán giả quan tâm, ủng hộ, chia sẻ. Mình cũng chỉ có một mong mỏi duy nhất thôi, làm sao mà cái chương trình này mình nhận được sự ủng hộ khá khá, một chút để gọi là một ít gọi là khá khá để giúp cho gia đình chị Diễm có một cái Tết ấm no. Và thứ hai nữa là có một số vốn nho nhỏ để mở cái tiệm massage tại gia. Và nãy mình ngồi nghe chị đàn, mình nghĩ là cái này chắc là ai đến cái tiệm massage tại gia của chị Diễm Tam Kỳ sắp tới là còn được khuyến mãi nữa nha. Đi massage còn được khuyến mãi, nghe đàn tranh rồi nghe đàn tranh rồi nghe chị Diễm hát nữa. Chắc chắn là cái tiệm này không có cái tiệm nào mà trên toàn Việt Nam mà có một cái tiệm massage mà kèm thêm dịch vụ khuyến mãi là đàn tranh và ca hát nữa nha. Dạ. Yeah. Còn bây giờ thì chắc là xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý khán giả gần xa. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình chính thức ngày mai. Dạ, giờ thì cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ thì mấy anh em tụi tôi sẽ đi về lại khách sạn để chuẩn bị rehearsal chương trình ngày mai. Thì cũng xin thông báo với quý vị các bạn là có anh Thanh Điền cũng tham gia, anh guitar Thanh Điền mà một cái nhân vật trong những tập trước mà quý vị các bạn rất yêu mến ở tại Cần Thơ, sẽ cùng tham gia có những màn song tấu rất là độc đáo. Và anh Thanh Điền cũng tình nguyện là đệm đàn cho chị Bích Diễm. Rồi một cái giọng hát nữa mà mình tin chắc rằng quý bà con miền Tây, không phải chỉ riêng bà con miền Tây mà trên những người yêu thích dòng nhạc lãng mạn trữ tình trên toàn Việt Nam cũng như là ở trên toàn thế giới, đó là bạn Dương Ngọc Thái cũng đã nhận lời tham gia với chương trình. Rồi bạn Nhất Sinh, một cái bạn trẻ, một cái bạn nhỏ đã tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ và rất là nổi tiếng với cái bài Gánh Mẹ, thì cũng tham gia cùng với chị Bích Diễm. Cho nên đây mình nghĩ là một trong những cái tập hay nhất của Show Diễn Cuộc Đời mùa 1 này. Nhưng mà rất tiếc vì lý do không ai muốn là chương trình phải diễn ra online. Rất mong quý bà con của bác ủng hộ. Dạ. Xin chào tạm biệt. Anh có cái bạn này đi ta ở đây không?